Bạn gặp vấn đề dị ứng khi dùng mỹ phẩm, kích ứng, lên mụn mới, da mẩn hơn, đỏ hơn và yếu hơn sau khi dùng cosmetic. Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng mỹ phẩm một cách an toàn và tránh được tối đa cái nguy cơ kích ứng và dị ứng do mỹ phẩm? Cùng tìm hiểu với bác sĩ Hồng trong video ngày hôm nay. 5 cách dùng mỹ phẩm không gây kích ứng. Hello, là bác sĩ Hồng đây. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Hiếu. Và trong cái video ngày hôm nay thì bác sĩ Hiếu đã chia sẻ với các bạn những cách làm sao để chúng ta dùng mỹ phẩm an toàn, hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng để bạn không những không bị tiền mất tật mang mà còn giúp cho da bạn khỏe hơn, hạn chế tối đa cái rủi ro để mình có một làn da đẹp. Ok. Điều số 1 đó là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Bao nhiêu lần các bạn khi mua sản phẩm về mình không đọc cái tờ hướng dẫn sử dụng, cái tờ tác ghi kèm. Nhưng đây chỉ là level đầu tiên thôi, level số 1. Bởi vì khi các bạn đọc các thuật ngữ ở trong cái tờ hướng dẫn sử dụng thì các bạn hầu như là hiểu sai vấn đề. Ví dụ khi người ta nói là có nguy cơ bị kích ứng nhưng các bạn lại hiểu rằng bị kích ứng thì các bạn thường là hiểu sai cái tờ hướng dẫn sử dụng. Nên đọc là một chuyện nhưng phải hiểu đúng cái tờ hướng dẫn sử dụng là hai. Do đó khi mua bất kỳ sản phẩm nào về, bạn cần phải đọc cái hướng dẫn sử dụng trước. Và nếu có điều gì đó mình nghi vấn thì tiếp tục hỏi cái người cung cấp sản phẩm cho mình xem là liệu rằng em dùng nó đã ok hay chưa. Bởi vì từ ngữ xuyên ngôn bạn thường hiểu sai. Bác sĩ có thể có một cái ví dụ, đó là khi dùng bất kỳ các sản phẩm đường uống nào, bạn đều gặp phải nguy cơ đó là đau bụng, dối loạn tiêu hóa. Ví dụ như là dùng kháng sinh, bao nhiêu bạn dùng kháng sinh xong mà mình bị đi ngoài rồi, tức là ốm xong, cứ khỏi ốm là bị đi ngoài. Bởi vì kháng sinh đường uống nó sẽ có khả năng gây tiêu chảy, mà vô hình chung khi các bạn uống kháng sinh thì nó sẽ làm rối loạn cái hệ vi khuẩn trong đường ruột, nên là các bạn bị tiêu chảy là điều hoàn toàn bình thường, đúng không? Do đó hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và hỏi người bán hàng. Ok. Điều số 2 đó là dùng thử với lượng nhỏ. Có rất nhiều bạn chúng ta chưa tìm hiểu kỹ sản phẩm mà chúng ta đã mua rất nhiều cái hũ kem dinh dưỡng hay làm trắng, cái hũ cực kỳ to và mắc tiền. Và khi mà các bạn dùng cái sản phẩm mà chúng ta không đọc, không tìm hiểu kỹ mà chúng ta mua về sau đó mà lại không test nữa thì nguy cơ kích ứng rất là cao. Bởi vì hàm lượng, cái lượng chúng ta dùng càng lớn thì nó càng dễ bị kích ứng. Nên nguyên tắc số 2 là phải thử với một lượng nhỏ trước. Thay vì chúng ta dùng cái lượng kem bằng hạt đậu, hạt ngô thì các bạn nên dùng một cái lượng rất là bé xíu thôi ạ, bằng khoảng hạt đậu xanh thì nó rất là ok nhá. Nguyên tắc số 3 đó là không kết hợp nhiều loại sản phẩm nếu như không hiểu bản chất. Ví dụ như là vitamin C là tan ở trong nước mà bạn lại phối hợp với một dung môi là oil, là dầu thì đương nhiên là C thẩm thấu vào da cực kỳ chậm. Thứ hai, khi các bạn mix các loại với nhau thì nó sẽ có những cái sự phản ứng, nhưng các bạn lại trộn lẫn nhiều loại với nhau và không hiểu cách phối hợp với nhau. BHA, AHA nồng độ cao mà mix với tretinoin thì đương nhiên mặt bạn sẽ nung mép nở hoa rồi, đúng không? Do đó không kết hợp nếu như mình không hiểu nó là gì. Ok. Hai cái cách cuối này là hai cách quan trọng nhất mà các bạn cần nắm. Và các bạn đừng quên, nếu như đang xem video clip này có các vấn đề, có những câu hỏi thắc mắc về da, có thể comment xuống bên dưới hoặc inbox đến bác sĩ Hiếu trong đường link mô tả để được hỗ trợ. Ok, ngoặc số 4 đó là dùng patch test hay còn gọi là test app. Test app là một cái phương pháp chúng ta thử nghiệm cái hoạt chất đó và bôi lên da ở vùng chúng ta ít tiếp xúc đến và đọc kết quả sau 28, 36 hoặc 48 giờ. Tại sao lại phải làm test app? Bởi vì test app này ngoài được áp dụng cho mỹ phẩm, nó còn được áp dụng cho rất nhiều bệnh lý liên quan đến dị ứng hoặc là cơ địa mẫn cảm. Thì cách làm như sau, các bạn sẽ lấy một cái lượng mỹ phẩm nhỏ bôi lên vùng mặt trong cánh tay hoặc là mặt trong của cánh tay. Sau đó chúng ta lấy một cái miếng dán chúng ta bọc lên trên và bọc liên tục trong khoảng 24 đến 48 giờ. Và nhiều bạn đang hỏi là nếu như em bọc như thế thì em tắm kiểu gì, đúng không? Băng bó dán lại xong rồi vẫn tắm bình thường để nước nó trôi vào thì phải đọc kết quả sau khoảng 24 tiếng trở lên thì nó mới có hiệu quả. Còn 5-7 tiếng thì nó không hiệu quả đâu nhá. Và có một điểm khác biệt nữa, đó là khi mà các bạn test ở vùng tay, vùng thân mình không kích ứng thì mặt vẫn có thể nhưng mà nó giảm nguy cơ nhiều hơn. Nên là nếu như test ở vùng tay ok rồi, các bạn phải test tiếp lên vùng cằm hoặc là vùng má thì đây là giúp cho các bạn an toàn hơn. Đây là cái cách để hướng dẫn thêm để các bạn có thêm một cái kinh nghiệm, nếu như mà mình lăn tăn, mình suy nghĩ nhiều quá hoặc là cơ địa dị ứng quá nhiều thì mình nên làm phương pháp này và có những sai số nhưng không đáng kể lại cố gắng làm. Ok. Nguyên tắc số 5 đó là dựa vào cảm nhận của bạn. Dù sản phẩm có tốt đến đâu mà không phù hợp thì nó cũng sẽ không hợp với bạn đâu. Do đó cái điều quan trọng nhất đó là cần phải
trải nghiệm xem nó có thực sự là ổn không, nó có thực sự là ok không, và nên theo đuổi một cái thời gian nhất định. Quyết định là ở bạn đẹp hay không đẹp không chỉ là ở những người hướng dẫn cho bạn đâu, mà còn do bạn có kiên trì và có tin tưởng họ hay không. Còn nếu như các bạn đã tin tưởng và giao phó bộ làn da của mình cho người khác, cũng có thể cho bác sĩ Hiếu chẳng hạn, thì đương nhiên các bạn sẽ luôn nhận được những cái sự phục vụ xứng đáng với cái mức chi phí của bạn bỏ ra. Và nếu các bạn thấy cái video clip này hay, đừng quên like, subscribe và chia sẻ link này để nhiều người biết đến kiến thức này nhiều hơn. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.